Trước mắt toàn thể các bác đây là một chiếc xe hết sức là đặc biệt nhá. Một chiếc xe mà không tiêu tốn bất kỳ một giọt xăng nào, kể cả như là các bác có chạy bao xa và các bác có chạy bao km đi chăng nữa thì chiếc xe này cũng không tiêu tốn của các bác bất cứ một giọt xăng nào và không mất 1.000 giọt xăng nào các bác nhá. Đấy. Không mất một đồng tiền nào để các bác mình mua xăng đổ vào con xe này. Em nói đến đây thì các bác mình cũng đã hình dung ra là chiếc xe chạy bằng gì rồi đúng không ạ? Chiếc xe máy dầu 7 chỗ ngồi các bác nhá, chỉ chạy bằng dầu thôi chứ không chạy bằng xăng. Mà dầu các bác biết rồi, dầu thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và máy chạy dầu thì bao giờ là máy nó cũng sẽ lành hơn đúng không ạ? Nó bền hơn, nó lành hơn. Tuy rằng chiếc xe này chạy bằng dầu nhưng mà chủ xe trước đi cũng rất là ít luôn. Bình thường các bác biết thì những chiếc xe máy dầu đấy ạ, những chiếc xe máy dầu thì thường người ta hay chạy nhiều đúng không ạ? Vì nó ít nhiên liệu mà. 100 km thì nó chỉ dao động tầm khoảng 6 lít trên 100 km dầu thôi. Mà dầu thì các bác biết là nó rẻ hơn xăng rất là nhiều đúng không ạ? Rẻ hơn xăng rất là nhiều. Đây là form dáng bên ngoài của chiếc xe. Các bác nhìn đây thì mình cũng biết được là chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Mẫu xe Chevrolet Captiva. Chiếc này được sản xuất năm 2009 các bác nhá. 2009. Máy động cơ là 2.0 thôi, cho nên là cho ra cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó rất là thấp. Với đức sơn là màu vàng cát. Đấy, tên tư nhân. Đây là form dáng bên ngoài. Đấy, máy dầu thì về thiết kế form dáng cho đến nội thất thì nó cũng không khác gì những chiếc xe máy xăng các bác nhá, nó chỉ khác động cơ thôi. Các động cơ và hộp số thôi. Đấy, đa dòng đúc của xe thì rất là đẹp này. Đấy, tất cả là đang đúc nguyên bản theo xe và có phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ với tất cả 4 bánh các bác nhá. Đây 7 ghế ngồi. Hai ghế đằng sau được gập lại, tí em sẽ mở ra cho các bác xem. Nội thất của xe được trang bị là màu vàng kem. Đây, nội thất bên trong đây, em sẽ di chuyển vào khu nội thất để các bác mình xem luôn nhá. Đang em quay từ bên kia đi, vì bên đây hiện tại đang nắng thì em xem kia em qua trước đã. Đây mở cả cốp nữa ra đi. Đấy, phía đằng sau cốp rất là to. Nếu mình không nâng hai cái hàng ghế này lên thì các bác có thể là để được rất là nhiều đồ. Rất là nhiều đồ luôn. Chiếc xe này và tất cả những chiếc xe khác cũng vậy nhá. Tất cả những chiếc xe khác cũng vậy. Là bên em cũng sẽ cam kết và đảm bảo cho các bác những vấn đề về lỗi. Là không có lỗi đâm đụng này, va chạm này và ngập nước thủy kích này các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để các bác xem về cái mẫu xe này. Xem chiếc xe này của em như nào. Đấy, sơn xin thì rất là bóng mượt rồi. Thân của thì gõ rất là thích tay luôn này các bác này. Thì nó không có bả, gõ kêu loang quang cả luôn. Phần táp lô, táp ni của chiếc xe này thì cũng giống như chiếc xe máy xăng thôi. Nó cũng thiết kế bằng chất liệu da xịn này. Và có hai túi khí an toàn này. Và có điều hòa auto này các bác nhá. Đấy, có điều hòa auto này, có màn hình và có camera lùi. Và con này bản đủ thì nó có hệ thống là chống trơn trượt. Đây, chống trơn trượt đây và neo đèo đổ dốc đây. Đấy, khởi hành ngang dốc đây. Có khóa khiển các bác nhá. Chiếc này có khóa khiển đồng hoàng. Và anh chủ cũng đã lắp thêm một cái màn cam hành trình nữa rồi. Và đăng kiểm của xe thì đến tháng 2 năm 2022. Đấy, và chiếc xe này thì anh chủ trước cũng lắp thêm được một thứ nữa. Đấy là cái màn hình phía sau. Đấy, cho người ngồi phía sau các bác mình xem nhá. Đấy, vô lăng đẹp. Đấy, vô lăng của xe rất đẹp. Tiếp cho quay vô lăng cho các bác xem. Đấy, vô lăng 4 chấu, có túi khí nằm ở giữa vô lăng. À, vâng thì bây giờ thì em sẽ quay từng vị trí một nhá. Trước tiên thì em sẽ quay các bác xem là cái cánh đằng trên của bên phụ này. Đây các bác xem cho em này. Xe bên em đấy và thì đều được kiểm tra và đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Các bác mua về là cơ bản những chiếc xe của bên em là chỉ việc đi thôi các bác nhá. Đấy, những cái phần chính của chiếc xe là các bác mình hoàn toàn yên tâm. Đấy, các bác về mình có thể làm đẹp thêm hoặc là mình vệ sinh hoặc là mình đầu tư thêm đồ thôi. Nhưng mà những cái cơ bản của xe là đều ok hết rồi các bác nhá. Và đây các bác nhìn này. Đây, cái mép keo chỉ đây. Đây keo chỉ đây các bác nhá. Ở chỗ này là nguyên bản nhá, chứ mà nó bị mất chỉ đâu mà nó nguyên bản như vậy đấy ạ. Đây keo chỉ đây, một đường keo chỉ đây. Đấy, bác nào mà mới vào xem kênh của bên em mà chưa hiểu nhiều về xe thì các bác cứ đăng ký kênh và mình nhấn theo dõi kênh để được tham khảo và theo dõi những chiếc xe bên em đăng lên nhá. Và em cũng sẽ giới thiệu cho các bác mình biết về thứ nhất là về tình trạng của xe, biết về giá, rồi có thể biết về cả những cái kỹ thuật xem xe nữa. Đấy các bác nhá, mình hãy đăng ký kênh để được cùng đồng hành và theo dõi với siêu thị ô tô Thái Dương. Đấy, siêu thị ô tô Thái Dương nằm ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình,
và rất là nhiều xe khác hiện tại đang có ở trong siêu thị các bác nhá. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để cùng đồng hành và theo dõi. Đây phần cánh cửa đấy ạ, các bác nhìn này. Đối với phần cánh cửa xe thì phần da của xe rất là đẹp đây. Đấy, phần da đây. Đấy. Sàn của xe vẫn giữ được sàn lì nhá. Đấy, vẫn giữ lì này. Cái dây điện này là dây điện của cái quả loa súp các bác nhá. Đấy. Anh chủ trước người ta lắp thêm quả loa súp, người ta đi đường dây. Thân vỏ của xe, tất cả phần mép của xe cũng vậy, là không bị mục mọt han gì. Đấy, cái chỗ này nó tuột cái ốp nhựa nhá các bác nhá. Chỗ này bị tuột ốp nhựa thì sau video này em sẽ ốp vào. Ốp vào đây. Chỗ này có một cái ốp nhựa ở đây này. Đấy. Em sẽ ốp sau cho các bác yên tâm là nhận xe là có ốp luôn. Chỗ này em đứng hơi vướng, nó đang vướng cái cục đá ở đây này. Vướng cục đá, hơi vướng chân tí. Bộ ghế của xe thì vẫn còn đẹp này. Sàn thì vẫn là sàn lì được lót một cái tấm thảm cao su ở trên. Còn đây là táp lô các bác nhá. Đây, cốp đồ này. Âm thanh của xe thì tại đang hoạt động bình thường. Hai khóa khiển, đây các bác nhìn này, có hai khóa khiển này. Đây, táp lô đây. Các bác cứ xem kỹ qua video này và mình muốn xem thêm video, muốn xem thêm hình ảnh nữa thì mình hãy kết nối Zalo cho bên em nhé. Đây cần bánh tay này, một số này. Đấy, số vào rất là nhẹ, côn nhẹ các bác nhá, như bàn côn kìa, đạp rất là nhẹ luôn, phanh đạp rất là ăn và ga đạp thì cũng rất là nhạy, lái nhẹ nữa các bác nhá. Ở chỗ này là cái cốp đồ của chiếc xe. Ở chỗ này thì có một cái miếng da nó hơi sứt một tí. Về các bác về mình bọc lại hắn cho em cái này đi. Bọc cái này nó mất hơn 100.000 thôi nhá. Cả cái chỗ này này, cả cái da, cái khu vực cốp đồ này là hơn 100.000 thôi. Cả cái bộ ghế da này mới mất có là 2 triệu các bác nhá. Cả bộ ghế luôn, 7 ghế mới có 2 triệu thôi. Rất rẻ đúng không ạ? Các bác về mình có thể bọc lại cái ghế nào, cái màu nào mà các bác thích. Đấy, tùy ý các bác nhá. Chỗ này là cam hành trình, chỗ này là gương chống chói này, gương gương chiếu hậu, gương chống chói. Đây là trần, đèn trần. Đấy, chiếc xe với số tiền rất là yêu, rất là hợp lý. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu thôi thì mình đã có thể là mình mua chiếc xe máy dầu này về dùng rồi các bác nhá. Chiếc xe form dáng rất là đẹp. Đấy, rất là cao to rộng rãi. Form dáng của xe thì đẹp như là những chiếc xe nhiều tiền. Thế nhưng mà chỉ có hơn 200 triệu thôi, các bác lưu ý cho em. Và cụ thể giá thì các bác hãy nhìn tiêu đề nhá để được biết giá. Đây quả lốp này dày này các bác này. Mấy quả lốp kia này vừa nhưng quả này dày này. Hay là con lốp đẹp này. Keo chỉ này, keo chỉ đẹp này các bác này. Keo chỉ của xe là vẫn còn đây. Đấy đúng không ạ? Xe thì vẫn còn ok. Tất cả mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường. Hình thức của xe thì vẫn còn rất là khá. Rất khá luôn. Máy dầu mà được như này là khá rồi đúng không ạ? Quá ok rồi. Những cái phần cánh cửa, phần tắp ni, tắp đồ nó này không bị sứt này. Và nó không bị kém đúng không ạ? Bẩn thôi, một vài vị trí thì hơi bẩn một chút. Cái da này nếu các bác mà không thích mình về mình có thể là bọc lại cái da này nhá. Đấy. Vì da đấy bọc lại thì cũng đơn giản thôi mà. Có 100.000 một cánh thôi. Đây, ghế đằng sau nữa này. Nói chung là ghế thì không quan trọng đúng không ạ? Các bác bọc lại có mất cũng có 2 triệu cả bộ mà đúng không ạ? Quay cũng được mà không quay cũng được. Đây sàn lì này. Ở dưới lì của nó vẫn còn rất là sáng. Và trần của xe cũng vẫn là trần lì nhá. Trần lì vẫn rất sáng nhá. Đấy, trần lì của xe cũng rất sáng luôn. Có hai màn hình giải trí cho các bác. Hàng ghế này thì mình có thể gập lại. Đây, gập lại để bước về phía sau. Hàng ghế phía sau thì hiện tại đang gập lại để tạo thêm cái khoang đồ. Các bác có thể nâng lên hạ xuống tùy theo cái sở thích các bác nhá. Đấy, đây là phần lộ thất bên đây. Thì em cũng quay cho các bác mình như vậy là tương đối rồi. Bây giờ thì quay phần khóa bên ngoài đi, xong là em di chuyển sang bên kia. Đấy, sơn xi thì rất là mượt mà. Đấy, thân vỏ thì hoàn toàn không có lỗi. Đây, có này các bác này, rất là kêu luôn. Đúng không ạ? Sơn xi của xe thì đẹp rồi.
bốn quả na đăng đúc của xe là con xe này nó không bị xước này, rất là bóng đẹp. Tôn vỏ dày, dòng này tôn vỏ xe thì nó cũng tương đối dày, tất nhiên là không phải là dày hẳn nhưng mà cũng vậy, tương đối là dày. Dày nguyên bản của nhà sản xuất này chứ không phải là do bả matit nhá. Anh em có, các bác có thể nghe là không có tí matit nè, các bạn nó kêu long con cả luôn. Đây, đèn sau cũng đẹp, đèn trước thì cũng đẹp nhá. Quay kỹ cho các bác như vậy để các bác mình biết về tình trạng của chiếc xe Captiva, số sàn máy dầu này. Đây, các bác xem phần sau đây ạ. Cái chỗ nhựa này thì ấn vào phát là được thôi các bác nhá. Cái chỗ này nó bị há há là ấn vào phát là được thôi. Ấn vào nó sẽ fit đi bên đây. Đấy. Chia sẻ với các bác lại bảo làm sao lại há đúng không? Đây nhá. Phần đèn tiếp theo của xe nữa này. Đây, cái khu vực máng nước này. Đấy, những cái ốc ở đây là không bị han gì này. Đúng không? Đây rồi, ok. Na đang đúc đẹp này. Tiếp theo một cái cánh nữa thì các bác mình cùng xem. Các bác gần xa trên toàn quốc, các bác ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam đang thích chiếc xe này hoặc có bất kỳ cái mẫu xe nào khác nữa của Sotigo Hải Dương thì bên em sẽ chuyển xe đến tận nơi cho các bác. Các bác không cần phải mình đến trực tiếp đâu, cứ ngồi ở nhà rung đùi đấy, và nhiếc điện thoại alo cho bên em. Xong là bên em sẽ đánh xe tới tận nơi cho các bác là mình kiểm tra thấy thấy chiếc xe ok, thấy chiếc xe mà mình thấy phù hợp, thấy chiếc xe mà nó vẫn còn ok đấy, thì lúc đấy bàn bạc và sẽ để cho các bác, lúc đấy mình và các bác mới xuống tiền mua nhá. Cứ đánh xe đến rồi các bác mới quyết định sau, không cần phải quyết định ngay lập tức, cứ quyết định sau cũng được. Đây. Và kính đằng sau này các bác này. Ở đây, gioăng lẹp này. Đấy, phần gioăng này. Đấy, còn rất ok luôn. Cửa đóng nhẹ nhàng. Thân vỏ không lỗi cho nên là cứ gõ cho nào nó long quang cho đây cả nhá. Đấy, các bác có thể nghe. Rồi thêm một cái vị trí cánh nữa đây. Bốn kính điện lên xuống rất nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Các bác xem nha. Xe này thì tất nhiên có ghế điện rồi, cũng giống như cái bản khác thôi. Ghế điện điều chỉnh nghiêng ngả, rồi tiến lên tiến xuống đầy đủ nhá. Ở chỗ này là vị trí chỉnh gương điện này. Đấy, đây là cục gương này, ở đây là cục gương này, ở đây là chỉnh mặt gương, ở đây là chỉnh đèn sáng tối này, ở đây là cửa gió nhá. Đây, khu vực vách cửa đây không bị han gì hay là mục mòn gì đây, các bạn nhìn. Tắp đô da đẹp này. Mặt đồng hồ của xe là cũng không bị kém này. Đây, các bạn xem. Các bác xem và nếu các bác thấy chỗ nào mà các bác không ưng ý thì các bác cứ bảo bên em nhé. Bên em có thể là làm cho các bác cái mình. Đấy, bao làm luôn. Ra là mấy cái ở trên đây cũng đơn giản thôi. Đấy, như là cái chỗ này, cái nhựa nó bung một tí này, nhựa da nó xấu một tí này, đúng không ạ? Hay là cái gì đó các bác nhìn thấy ở trên video mà các bác mình cần yêu cầu bên em hỗ trợ cho cái gì thì bên em sẽ hỗ trợ nhá. Đấy, em ở đây thì em cũng dọn gọi là những cái cơ bản thôi. Còn những cái lặt vặt đấy thì các bác có thể về mình dọn nốt, hoặc là các bác yêu cầu cho bên em dọn nốt cho cũng được. Đấy, rất đơn giản. Rồi video này thì em tiếp tục quay cho các bác xem về cái phần form dáng bên ngoài. Sơn xi đây, phần vỏ đây. Đây, đứng từ phía sau các bác nhá. Đấy, có camera lùi này, cạt mưa này, rồi đèn này. Đấy, đây, phía sau đây. Các bác nhìn đây thì các bác đọc xem những cái chữ này nhá. Đây là bên em có mua này, có mua các loại xe luôn nhá. Các bác có xe gì bán mang lên cho bên em mua cho. Và bán thì tất nhiên rồi. Và đổi các xe nhá,
Đấy, các bác có xe gì muốn đổi bên em sẽ đổi cho các bác. Và địa chỉ đây, số điện thoại đây, Zalo. Đấy, các bác kết nối cho em theo hai số Zalo này để được tư vấn chi tiết hơn, để được xem thêm hình, xem thêm video và để được chốt giá. Tất nhiên cái giá là một cái chỗ, cái phần khá là quan trọng, đúng không? Khá là quan trọng với các bác, thì các bác thì mình cứ alo nhiệt tình bên em để chốt một cái mức giá sao yêu thương hợp lý các bác nhá. Giá em nên đưa lên tiêu đề đấy ạ. Giá đưa lên tiêu đề rồi thì ngoài cái giá đấy vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng. Các bác mua được giá nào thì mình cứ alo với anh, với em ơi, hay là bạn ơi, tôi mua được cái giá này, anh mua được cái giá này có để được cho anh không? Đấy, xong là bên em sẽ tính toán và cân đối là thấy làm sao có chút công, có lãi, nên là sẽ nhượng lại cho các bác thôi, các bác nhá. Đấy, như vậy. Đây là phần đầu chiếc xe. Xe thì các bác nhìn thấy này, là cặp đèn pha của xe thì cũng giống như một số chiếc xe khác, là có đèn bi cầu rất sáng. Ở chỗ này có đèn nữa này, mà được anh chủ trước anh ấy lắp thêm. Đây, đèn này là đèn xịn, có bi nữa này. Captiva thì bên em rất là nhiều nhưng mà toàn máy xăng thôi. Có con này duy nhất là máy dầu nhá. Đấy, máy xăng thì có cả số sàn, có cả số rộng. Số sàn thì chủ yếu là số sàn máy xăng thì nó rẻ lắm các bạn ạ, vì nó hơi tốn xăng một tí mà, cho nên là rẻ lắm, chỉ có dưới 200 thôi. Đấy, số rộng thì trên 200. Còn thì số sàn máy dầu thì nó cũng là trên 200 các bác nhá. Rồi thì em cũng đã quay các bác xem một số những vị trí cần thiết. Bây giờ đến gầm máy các bác nhá, gầm và đến máy. Đây, gầm sàn cua lốp đây. Đây các bác này, cái về cái tượng mục mọt là không có nhá. Máy đây, máy dầu nhìn thì các bác thấy nó không? Đấy, nó khác với máy xăng rồi, nhìn mắt thường cũng đã thấy rồi. Đây, đây là động cơ của chiếc xe này các bác nhá. Đấy, VCDI, đúng không ạ? Máy dầu đây, máy xăng mình nhìn nó sẽ khác, thiết kế nó kiểu nó sẽ khác, đúng không ạ? Đây toàn bộ cái phần động cơ của chiếc xe. Đấy, cabo của chiếc xe đây, lý này, tem này, lý này. Đấy, còn nguyên, đúng không ạ? Đây thì mời các bác xem nốt cái phần phía bên đây nhá. Các bác nhìn này, gầm đây, đây cua lốp đây. Vậy là chiếc xe này em cũng đã giới thiệu và quay các bác mình tương đối đầy đủ rồi. Các bác cần thêm thông tin mình hãy kết nối cho em theo hai số điện thoại ở đây. Em quay lại số điện thoại này, đây hai số này nhá, hai số chính, hai số hotline. Còn tất nhiên thì bên em vẫn còn thêm hai số nữa cơ, hai số nữa là hai số phụ các bác nhá. Mọi thông tin hay là mọi thắc mắc, mọi vấn đề, kể cả như là về sang tên đổi chủ, công chứng, hoặc là về vấn đề vận chuyển, vấn đề giao xe đấy, và mua hoặc bán hoặc trao đổi, các bác cứ kết nối Zalo và alo trực tiếp với bên em để được chốt chiếc xe này, để được đổi xe nữa các bác nhá, và để được bàn bạc, để được thương lượng một cái mức giá hợp lý, hợp tình. Các bác hãy đến địa chỉ là 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Nếu các bác đến được, còn mình không đến được thì em sẽ định lấy xe đến cho các bác nhá. Các bác đến xem thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, đúng không? Và mình muốn đến được thì mình phải test Covid PCR thì mình mới đến được các bác nhá. Rồi, video này thì em đã quay xong, sẽ được tạm dừng và kết thúc video. Gặp lại các bác vào chương trình lần sau nhá.